Trong năm 2019-2020, lần đầu tiên 4 đại học của Việt Nam được liệt kê trong bảng xếp hạng của trung tâm xếp hạng các đại học trên thế giới, bao gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân Thành phố Đà Nẵng và Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đánh giá được thực hiện với 2.000 trường trên tổng số gần 25.000 đại học ở hơn 230 quốc gia trên toàn cầu với các tiêu chí chất lượng giáo dục, việc làm của cựu sinh viên, chất lượng đội ngũ và thành quả nghiên cứu. Trong 4 trường lọt vào danh sách, Đại học Tôn Đức Thắng còn lọt top 10 đại học nghiên cứu xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á với vị trí thứ 7.